Cô bạn đến với cảng Cát Lái và xem chiếc tàu Evan O đang rời cảng Cát Lái nha. Hiện giờ nó đi tốc độ rất là cao các bạn. Đây là một chiếc tàu có chiều dài 196m các bạn. Và bề rộng nó là 33m. Và nó chở được 32.500 tấn. Chuyến đi này mình đã quay 2-3 lần rồi các bạn. Và hôm nay nó đang rời cảng. Container nó chở là của Evergreen không nha. Hiện giờ nó đi ngược nước và đi tốc độ cũng rất là cao. Đây là thủy thủ ở trên nè. Họ vừa mới rời khỏi cảng nha các bạn. Quá đẹp. Một khung cảnh rất là đẹp các bạn ơi. Quá khủng khiếp thì chứ. À, trời anh ấy đẩy nước. Cái nước, lượng nước nó đẩy là rất là lớn nha. Nó vừa đi tốc độ cao mà gặp nước ngược nữa các bạn. Nó tạo một cái cơn sóng rất là lớn. Đây là chiếc tàu chở được 2.476 TEU các bạn. Rất lớn nha. Chiều dài quá khủng. 195m. Gần 200m các bạn. Đây là cái phía trước của nó nha. Quá đẹp. Quá trời phía sau của nó nè các bạn ơi. Giờ nó đẩy nước rất là mạnh. Anh này anh đang đi ra khỏi cảng. Mình thấy là cái đầu của nó nhỏng hơn nha. Quá trời mấy cái xà lan và ghe chạy ngang chiếc tàu container nha. Quá, đây có một chiếc xà lan tự hành nữa. Chạy rất là gần tàu. Trời cái sóng nó khủng khiếp thì chứ. Có mấy chiếc tàu nó đang chạy bên hông các bạn. Phương Bắc 02. Và quá khổng lồ. Một chiếc tàu ở phía trước nhìn rất là đẹp các bạn. Hiện giờ nó đẩy nước quá nhiều. Cái lượng sóng nó tạo ra rất là lớn. Quá trời luôn rồi. Quá, hai chiếc xà lan đang đi ngang con tàu container. Trời ơi, sóng nó dập kìa. Quá trời. Khủng khiếp thiệt chứ.
cái lượng sóng ngầm ở dưới rất lớn các bạn. Rồi xong rồi, ôi ơi, ông tàu đầu kéo nữa nè, chiếc bon nó quay đầu luôn rồi các bạn ơi, chết bà, quá nguy hiểm. Gặp tàu container thì phải chạy xiết vào nha các bạn, tránh nó càng sớm càng tốt. Hôm nay nó đi nước ngược và nó tạo những cơn sóng quá lớn. Đây là chiếc xà lan hồi nãy sóng tàu container nó dập nè. Dạo này gần Tết kinh tế cũng rất khó khăn nha các bạn, các công ty cho công nhân nghỉ việc rất là nhiều tại vì không có hàng. Ở đây có một chiếc xà lan tự hành, chiếc xà lan khổng lồ các bạn, chiếc xà lan rất là khủng nha. Xà lan này là xà lan chở container, nhìn như xà lan mẹ, quả trời cái sóng của nó vẫn còn các bạn. Đấy, chiếc xà lan kia nó chạy qua một bên hết. Trời ơi, chiếc ở phía sau nó nhảy kìa. Má ơi, chiếc ghe nhỏ nhỏ nó núp vô chiếc xà lan mà nó còn nhảy sóng nữa. Quá trời con tàu khủng khiếp thiệt. Và tiếp tục một chiếc tàu Capri Foley và nó cũng rời cảng nữa nha. Hôm nay chạy tốc độ cũng khá là cao nữa. Hôm nay gặp nước ngược nữa và những con tàu đi tốc độ tạo những cơn sóng lớn các bạn. Capri Foley có chiều dài 170 m và chiều rộng là 25,18 m. Hiện giờ mớ nước của nó là 9,2 m các bạn, nó chở rất là nhiều container. Mấy cái container bây giờ nó đầy hết trơn rồi. Một chiếc tàu có sức chở 1440 TEU các bạn. Chiếc này thuộc dạng hàng chung nha, không có lớn như chiếc Avon hồi nãy. Chiếc Avon hồi nãy là tới chiều dài nó gần 200 m lận, chiếc này 170 m. Chiếc này nó chở mình thấy cái đầu nó hơi bị khẩm, cái đầu nó hơi chúi xuống phía trước chút xíu nha. Đa phần những con tàu container đều chở hàng với cái đích chìm hơn các bạn. Giờ nó đang chạy nước ngược và nước nó bắn lên nhìn rất là đẹp. Ở đây mình thấy nó ít nước nữa, thật ra là có chiều cao 1 m mấy lần đó, nó bắn lên tới 1 m mấy các bạn.
trời, chạy cứ ghê thật chứ. Cavifoley được hạ thủy năm 2008 và 14 năm trước nha. Đây là chiếc tàu đi được 20.000 tấn vào mùa hè, và mùa đông là 15.600 các bạn, 15.900. Anh cũng đi tốc độ cũng khá là cao quá chứ bộ. Vào những dịp cuối năm thì các cái tàu container đi ra vào rất là nhộn nhịp, hàng hóa lưu chuyển rất là nhiều nha. Đây là một chiếc tàu container bo bo được hạ thủy năm 1996 rồi. Hiện giờ nó đi tốc độ cũng rất là cao. Chiếc này chở được 1.000 TEU và có chiều dài 145 m nha. Chiếc này thuộc hàng nhỏ các bạn, bề ngang nó 23. Đây là chiếc tàu đi được 13.000 tấn. Phải nói là máy của những con tàu này rất là lớn rồi. Quá trời, nó đẩy nước khủng khiếp thiệt. Gặp nước ngược nó đẩy sôi sục lên đấy. Dạng nước rất lớn nha. Quá đã. Nó chạy cái ớn rồi chứ. Và một chiếc tàu của Việt Nam đang đi vào nữa nha. Chuẩn bị đi vào, đi ngang một con tàu ba bon. Đây là Biển Đông. Một chiếc tàu cũng chở được 1.000 TEU các bạn. Và hạ thủy vào 17 năm trước, 2005. Chiếc Biển Đông này đi được 12.400 tấn các bạn ơi. À, anh này anh chạy khủng khiếp rồi chứ. Quá khổng lồ. Xà lan chở hai chiếc xuồng nhỏ, kéo theo hai chiếc xuồng nhỏ. À, bây giờ mình mới thấy được cái cục gù phía trước nè. Cái quả lê cục gù các bạn. Mũi lê. Quá trời nước nó đẩy lên thấy ghê không? Và anh này anh làm cái mũi lê rất là thẳng nha. Thẳng băng luôn. Và rất là dài các bạn. Đây là phía sau bánh lái. Hiện
của Sinh nó chúc cái đầu xuống. Nào có nguy hiểm là đoàn thủy thủ nhảy lên cái thảo, cái thuyền đó là cắt dây là nó rớt xuống nước luôn các bạn. Quá trời, chiếc này nó đi tốc độ khủng thiệt chứ. Trời ơi, ghê không? Trời ơi, nó đi tốc độ nước nó quặn lên thấy sợ thiệt chứ. Miếng vàng vàng quay quay là cái miếng trắng chuột các bạn. Khi mà tàu container khi mà cột dây lên bờ thì nó sẽ làm các cái miếng trắng chuột để cho không chuột nó không có lên đường cái cọng dây đó nha. Quá khủng khiếp rồi, quá phê. Trời, nó lên sình luôn á chứ. Quá trời. Công nhận cái tàu nó mạnh khủng khiếp thiệt. Quá ghê thiệt chứ. Rồi mới mọi ga mà đi gần gần đi nguy hiểm lắm. Hiện giờ một chiếc tàu container tác ship Taurus
đang quay đầu và chuẩn bị rời khỏi cảng các bạn. Hai chiếc tàu lai dắt đang cố gắng kéo chiếc tàu container khổng lồ này ra khỏi cảng nha. Hiện giờ có một chiếc tàu lai dắt nó đang kéo cọng dây rất là dài, rất là căng các bạn. Đây là một cọng dây chịu lực tải rất là cao. Cọng dây hiện giờ nó đưa ra tầm khoảng 200 đến 250 mét nha. Chiếc tàu này có 100 chiều dài nó là 172 mét các bạn. Quá đẹp. Trời, kéo một cái một xây đầu chiếc tàu liền. Chiếc tàu quá lớn nha. Đây là một chiếc ghe cầu cá, một kiểu cầu cá rất là lâu đời các bạn, quá lâu rồi mới thấy chiếc ghe kiểu này nha.
giờ taxi tàu rớt đang đi với mấn nước này 9,4 mét rồi, và nó chở rất là khổng. Lần đầu tiên thấy một chiếc tàu container chở khổng như thế này các bạn ơi, và nó đang rời khỏi cảng Cát Lái. Chiếc này đi được 23.500 tấn nha, và nó tương đương với 1.614 TEU. Đây là KMTC Yokohama, một chiếc tàu container được đóng năm 2020 và 2 năm trước. Và nó đang đi dưới cờ của Liberia các bạn. Cảng nhà là Monrovia nha. Giờ anh ấy cũng đang quay đầu nè. KMTC Yokohama có sức chở 2.556 TEU. Và chiếc này cũng chiều dài là 196 mét, chiều rộng là 32 mét. Đây là một chiếc tàu chở được 37.200 tấn. Con số rất là khủng các bạn. Giờ nó đang rời khỏi cảng các bạn ơi.